Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ủa, có một câu hỏi của một bạn fan mới vừa đặt ra. Anh Phong ơi, trong Hero Team, cặp đôi Phong Sam hay là Sim Kai, cặp đôi nào là xịn sò và VIP nhất Hero Team vậy? Trời ơi, nếu như mà đã nói về VIP nhất, xịn sò nhất thì chỉ có thể là Phong Cận và Sam thôi, đúng không? Sao nữa? Chứ sao nữa? Đâu ai vậy? Ở đâu ai vậy? Đúng ra Sim Kai cũng rất là xịn đó nha, chứ nghĩ sao hai người là nhất, giờ tôi cũng nhất đó nha. Hai bạn đồng ý là cũng xịn thiệt á, nhưng mà làm sao xịn bằng mình với lại Sam được? Mình với Sam là cặp đôi xịn nhất rồi. Mình xịn hơn, ok. Mình xịn đây, phải nói gì? Gì? Mình xịn hơn. Ây da, mày quên mình luôn hả? Mình đã bảo là mình xịn hơn. Mình xịn hơn. Phong Sam mãi định. Cái gì mãi định? Phong Sam mãi định. Tôi đã bảo là tôi với Sammy là cặp đôi xịn nhất, hiểu không? Đừng có xịn mà định nhất. Cái xịn định nhất. Cái với xịn mới là một người vừa xấu, một người vừa dẻo, ai mà thèm hết đúng không? Còn bạn hả? Còn bạn là một người vừa tự tao, một người vừa tự tin. Thế lộn với tôi tin một người vừa. Thôi mệt quá, bỏ đi, mệt quá, bời, mệt quá, mệt quá. Bây giờ nè, tôi nói nè, đánh từ nãy giờ đến hoài, mệt quá. Bây giờ, ai cũng bầm mặt, bầm mày rồi. Tôi bầm hai con mắt rồi nè. Sammy sao, trời? Tôi là người nhất. Trời ơi, quýnh Sammy người bụi bẩn không à, trời, còn cây đôn. Trời, quýnh xong cây đôn lé rồi. Ủa ra còn Sim, ủa Sim ơi. Cái mặt Sim gì nhìn kỳ quá vậy Sim, hả Sim? Ủa, đánh Sim thành cây đôn luôn vậy? Sao đánh rồi? Ai đánh rồi cái mặt luôn vậy? Mọi người chỉnh cái mặt gì quá. Bây giờ là tôi nói rồi người nghe nè. Bây giờ bọn mình có đánh nhau hoài cũng vậy thôi. Bây giờ nhá, muốn coi ai chính là cặp đôi xịn hơn á. À mà thôi, tính ra từ từ đó giờ biết bao nhiêu cuộc thi tạo ra để tìm ra ai là cặp đôi xịn nhất rồi. Lần nào cũng vậy hết. Phong thắng rồi đến lượt Sim Sam thắng. Ơ nhầm cái gì lộn. Phong Kai thắng. Phong Sam thắng rồi tới lượt Sim Kai thắng. Đó cứ kiểu lanh quanh vậy mãi vẫn chưa tìm được đâu mới là cặp đôi xịn nhất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thi tiếp. À ok, thi hoài, thi khi nào tìm được cặp đôi xịn hơn thì thôi, được không? Ok, để xem quay cặp đôi nào VIP nhất nha các bạn. Đúng đây. Không có cơ hội đâu. Vậy hả? Thấy cái mặt được rồi. Bạn thấy mặt mình nguy hiểm chưa? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video đi tìm cặp đôi xịn nhất của Hero Team. Let's go. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ thì mình đã cùng với lại Simmy, Kyron và Sammy, bọn mình đã vào trong tựa game Play Together để cùng nhau thi những cái trò chơi trong cái tựa game này. Một tí nữa bọn mình còn qua thêm cả Roblox này kiểu nha các bạn nha. Rồi, thì để coi cặp đôi nào sẽ là xịn nhất ở trong Hero Team á. Thì xin giới thiệu mọi người, đây chính là tôi và Sammy ở trong game Play Together. Như bạn đang thấy bọn tôi mặc đồ có nét tương đồng với nhau, bạn thấy không? Đều là đồ vest hết. Đấy, và nhìn tôi Sam rất là ngầu luôn, nhìn giống như là tổng tài vậy đó. Đó, tổng tài bá đạo ở trên mày, TikTok. Nhìn cái mặt mày có giống tổng tài không? Cái mặt lên kìa. Ôi, mình là tổng tài được chưa? Rồi ok, còn Kyron này với lại Simmy sao? Tôi cũng không biết Kai nói sao nữa. Tôi là người tiếp nha. Còn Kai là Kai á, là Kai giống như là vệ sĩ của Sim vậy không? Đó. Đi luôn nè. Sim có thấy đằng sau lưng Kai là có gì không? Quan tài. Ủa là sao? Kẻ nào á, tức là Kai là vệ sĩ đi bên Sim phải không? Còn có kẻ nào á mà bắt nạt Sim á là cho vô quan tài của Kai. Trời ơi, ghê vậy. Ghê ghê vậy trời. Thôi nhưng mà khoan người từ, ok đồng ý là đồ của Sim với Kai vậy cũng được đi. Đấy thì bên phần trang phục thì ông Minh Hòa, nhưng mà mọi người đừng quên mất tôi với Sim có một cái nhầm tôi với Sam có một cái này rất là hay nè. Sam ơi, lấy chiếc nhẫn ra, lấy chiếc nhẫn ra. Ok đây cho mọi người thấy có nhẫn kìa. Wow, tôi với Sammy ở trên tay bọn tôi có cái nhẫn này, thấy không? Cái này là cục đá mà chứ cái nhẫn gì? Cái này là cái nhẫn. Khi mà mang lên trên đầu hai tôi sẽ có tên luôn đó. Đúng rồi, thấy không? Ở trên đầu của tôi là có trái tim Hero Sammy kìa. Còn bên Sam là trái tim Hero Phong Cận. Đấy, vậy là bọn tôi hơn điểm rồi nha. Có không? Bên này có không? Bên Sim với Kai có không? Kỳ quá, kỳ quá. Với muốn về dạng cơ.
Sao không có cái gì xin có nhận hai tụi mình cơ cậu cô. Tại xin lỗi xin cái cậu đem mua cho xin chiếc dẫn kim cương đi ra đến đây vậy à. Ôi bậy bậy bậy, khoan khoan khoan. Cái dẫn này á là bạn với lại là Sammy mua trước nên là có trước là chuyện hưởng nhiên rồi. Như là mình với Sim mà mua cũng được vậy nên là cái này đâu có tính được bạn. Nghe cũng có lý ra, cái này là tôi với Sammy mua trước cho nên là bọn tôi có trước thì cũng đúng rồi. Được. Vậy bây giờ mình hủy cái kết quả cái đi. Bây giờ là mình chơi trò khác chịu không? Được, chơi trò khác nè. Rồi ok, vậy chơi trò khác ơi, đi liền chơi. Let's go. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi tiếp theo nha mọi người ơi. Hồi nãy là cái hình chữ trái tim của tôi trên đầu Phong với Sam là coi như không tính rồi đó. Cho nên bây giờ là chúng ta phải chơi cái trò mới. Đấy, thì bây giờ trò chơi này nó công bằng nè. Ca với Sim có biết câu cá ở trong Play Together không? Trò này Ủa cái trò này đơn giản mà ai chả biết chơi bạn. Rồi ok, biết câu đúng không? Rồi bây giờ bọn mình sẽ thi câu cá với nhau. Nếu như cặp đôi nào câu được con cá bự hơn thì người đó thắng, chịu không? Được, chơi thôi. Rồi ok, vậy bây giờ tôi sẽ xin mời mèo Simmy và Sammy thi trước. Rồi ok, mời hai bạn ra đây câu. Trời ơi, câu cá là mình tệ nhất luôn mấy bạn ơi. Tôi sợ quá rồi, lỡ tôi câu không được sao Phong ơi. Yên tâm đi, Phong mà Phong tin Sam câu được mà. Rồi bây giờ thì mời mèo Simmy và Sammy thể hiện. Câu chưa? Rồi. Ok. Simmy đã câu được một con rồi kìa. Rồi, giữ im nha, giữ im nha. Rồi, Sim câu được nè. Giờ chờ Sam lên. Rồi. Rồi, Sammy đã câu xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi mèo Simmy bạn đã câu được cá gì vậy. Đây, cá bằng chân 81 cm. Cá bằng chân 81 cm. What? Con cá này nó dài dữ vậy. Mà nhìn nó bé tí tẹo sao nó dài vậy. Rồi ok, vậy còn Sammy thì sao? Tôi cái này nè, thấy không? Ủa đâu, nãy tôi thấy Sammy câu được chai nước mà. Chai nước mà thấy nhục quá, cầm con cá tạm được không? Nhục quá. Hồi nãy là Sam câu được cái chai nước đúng không? Đúng rồi, chai nhựa, sao đánh được không? Rồi, vậy coi như là Sam thua rồi đó. Không sao, vẫn còn Phong. Để Phong đấu với Kai. Đây, cần câu nè. Rồi, cái đó sẵn sàng chưa? Được, cần câu rồi. Trời ơi, cần câu mình cần câu vàng. Mua bằng kim cương, ok. Rồi, ok, không sao. Quan trọng nhất là kỹ năng bạn ơi. Kỹ năng. Câu hụt không sao nha, câu hụt không sao nha, chỉ cần câu lên là được nha, câu lên là tính nha. Ui cái bóng to. Yeah, câu được rồi. Ui mọi người nhìn cái con cá của Phong này nó bự nè. Ui mà nhìn nó lạ không? Nó có cánh luôn nè. Wow. Cá có cánh hả? Mà cá của Phong chính là cá trào màu 29 cm. Còn cái bao nhiêu? Mình bắt được con mực, trời ơi. Cái là con mực có 19 cm thôi, cho nên là cái thua rồi. Yes. May quá, hòa là sao mơi, không sao sao mơi. Mừng quá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi tiếp theo. Coi như từ nãy giờ hai bên hòa đó. Rồi, phần thi tiếp theo, let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến địa điểm của cuộc thi thứ hai nha các bạn nha. Và cuộc thi này chắc chắn sẽ phải có một cặp đôi nào đó sẽ được trước một điểm. Tôi chắc chắn sẽ là tôi với Sammy rồi. Cố lên nha Sam. Không có rồi bạn ơi. Bây giờ đến với cuộc thi này là vấn đề kỹ năng. Mà kỹ năng của mình đâu có tệ đâu. Ok, sắp tới siêu thị kìa. Chúng ta sẽ vào trong siêu thị nha mọi người. Đây, tôi đang đi chung với mọi người trên một chiếc xe buýt để đi đến siêu thị mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình đứng đây mình để đến siêu thị nè. Rồi, phóng xuống một cái là bắt đầu thi luôn mẹ. Cái làm gì vậy? Cái làm gì? Cái đu cửa sổ vậy? Múa. Ok. Đây, tới mọi người ơi, tới đây, mình xuống xe mọi người ơi. Xuống xe. Rồi, xuống. Xuống rồi, ok, chúng ta cùng nhau vào trong Fashion Star nào mọi người. Let's go. Rồi, và trò chơi tiếp theo của chúng ta sẽ là trò chơi Fashion Show mấy bạn ạ. Đấy. Và lần này sẽ là mặc quần áo theo chủ đề là cặp đôi. Mấy bạn không được nói cho nhau biết mấy bạn sẽ mặc đồ màu gì, hay là mặc đồ phong cách dễ thương hay là ngầu. Hai bạn sẽ tự gọi là tự chọn quần áo không? Mà nếu như mà ai giống nhau hơn thì người đó sẽ thắng, hiểu không? Dễ mà. Sao tôi thấy có bà cà gót trong đây vậy? Ở đâu? Sao có bà ca mui này vậy? Trời ơi, bà vô bà thảm thính thì bà phá đám đâu. Người cô đơn đi đâu vào đây thế? Rồi ok nè nha, Sim với Kai không được gặp nhau cũng không được nói cho nhau biết đang mặc đồ gì nha. Ok. Sim ơi, Kai mặc cái đồ ấy ấy á. Đấy, Kai nói vậy thôi đó. Đồ ấy. Cái gì vậy? Cái gì? Bây giờ để mình suy nghĩ coi. Sammy á, Sammy là một người ngầu thì có thể Sammy sẽ mặc một bộ váy màu đen. Nhưng mà khoan đã, có khi nào Sammy hôm nay lại muốn dễ thương mặc váy hồng không ta? Trời ơi, khó nghĩ quá. Giờ mình sẽ mặc sao có thể gọi là sang chảnh nhất đi.
À, ok. Hy vọng là cái thì hiểu ý mình. Mong Phong có thể nhớ được tôi thích cái gì. Đó, để chúng ta có hiểu rồi. Đồ gì thì cứ mặc đi, Kai mặc đồ hay phong cách của Kai mà. Sam là Sam thích gà đấy, Sam đi. Cho nên là Sam sẽ mặc đồ hình con gà đúng không? Cái gì ông nội? Trời, tôi mặc đồ đẹp chứ tôi mặc đồ chú hề đâu rồi. Sammy sẽ mặc đồ như thế nào vậy ta? Tôi nghĩ là sẽ là mặc một cái bộ váy đầm màu đen đó các bạn ạ. Mình nghĩ như thế. Ok, mình quyết định rồi, mình sẽ mặc đồ như vậy. Sau một thời gian tôi suy nghĩ thì bây giờ tôi đã chọn được cái bộ đồ như thế này nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Là tôi sẽ là cái phong cách nó hơi hoàng tử xíu. Nhưng mà có cái điều là cái bộ đồ của tôi nó chưa hoàng tử lắm mấy bạn ơi. Tôi vẫn chưa biết làm cách nào để cho nó hoàng tử hơn được. Tại vì là nhìn cái quần nhìn nó trẻ trâu thế nào á. Trời ơi. Kiếm được cái quần nào nhìn nó đỡ hơn không? Có quần nữa màu đen luôn nè. Cái này được không? Nhìn nó đỡ hơn xíu. Cái áo thì mình muốn tìm một cái áo vest cho nó đẹp, nhưng mà hay trong đây có đúng cái áo này thôi bạn ơi. Nhưng mà nhìn cái áo này nó có màu vàng, nhìn nó cứ quê quê sao á. Ui. Đây, từ nãy giờ mới thấy. Đây rồi. Đó, nó phải như thế này nè, nhìn nó mới lịch lãm hiểu không bạn? Đó. Bây giờ còn mười mấy giây mình sẽ tranh thủ chạy qua đây kiếm một cái gì đó để đeo trên lưng nữa cho nó đẹp hơn. Cái áo choàng hay gì đó. Nhanh có áo choàng không? Còn 5 giây thôi, còn 5 giây đó. Đi áo choàng. Ôi, may quá, kịp rồi, may quá. Rồi. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi liệu rằng là hai cặp đôi có hiểu ý nhau hay không đây. Yes sir. Và bạn editor hãy chụp lại cái hình của cái bộ quần áo đó, sau đó cuối video hãy show lên cho mấy bạn fan chấm điểm nha. Ok. Rồi, cảm ơn bạn editor. Rồi, và người đầu tiên của chúng ta chính là mèo Simi. Ok, bộ đồ này đẹp nha, tôi cho 5 sao nha. Bộ đồ này đẹp nè, bộ đồ này mang cái phong cách công chúa nè. Đó, cũng đẹp, công chúa màu xanh dương. Dễ thương nha. Dễ thương nha. Rồi, cái đó nè. Ủa? Sao người lửa, người băng vậy? Không, hợp nha, hợp nha. Hợp lý mà. Hợp lý mà. Người lửa, người băng. Đúng, hợp lý, cái này tôi cho 5 sao luôn. Bộ này của mình là cứ ngầu đó chứ. Ngầu bạn ơi. Quá khiết đi. Rồi, phong cận tới giây. Hoàng tử. Ủa, style gì đây? Style hoàng tử. Phong tử hoàng tử. Sao nhìn mặt hiền vậy? Mặt hiền trơn vậy? Hiền mà, hoàng tử này hiền tử lạnh lùng nữa không? Đó, hiền lành nữa không? Rồi, tới lượt Sammy. Ủa, cũng giống nè, giống cái cánh nè. Nhìn Sammy nhìn dễ thương à. Tính ra Sam với Phong là giống nhau á nha. Tính ra là nguyên đôi cũng đó, hợp nhau á. Rồi ok, vậy là giống nhau hết nè. Bây giờ để coi điểm ai cao hơn nè. Rồi, và người chiến thắng chính là Phong. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi thắng á. Sao Phong Cận có thể thắng được, trời ơi. Vậy là cặp đôi Phong Cận và Sammy đã giành được trước một điểm. Điểm ảo quá. Yes. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game tiếp theo mang tên cái tên gì kể đi. Nói chung cái trò này là như thế này. Còn màu sắc nó hiện lên màu gì thì chúng ta phải đứng vào màu đó. Chúng ta đi chậm chúng ta sẽ bị rơi xuống dưới. Đấy, mọi người hiểu chưa mọi người? Và cái trò này á, chúng ta sẽ chơi trò này bởi vì là chúng ta sẽ tìm ra coi cặp đôi nào sẽ là cặp đôi hiểu ý nhau nhất á, chọn màu giống nhau hiểu không? Không biết sao không, chỉ có hai tụi mình tham gia thôi, mấy người kia nhìn như trên kia rồi không ơi. Ai nói vậy? Tôi vẫn còn sống nè, Kai vẫn còn sống mà. Ok, tôi bảo là cái này là mình chỉ đang test để cho chị em xem thôi. Bây giờ mình phải nhảy xuống hiểu không? Rồi bây giờ nè, nhảy xuống. Rồi bây giờ mới bắt đầu chơi thiệt nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn chế độ nè. Ok, tôi để cho tự random tôi khỏi chọn luôn. Đấy, vô. Mời mình chơi là mình phải chơi lớn chứ đâu cần chọn đâu. Ui đánh bướm. Tôi biết thành công bướm bướm nè mọi người. À màu đâu Sam ơi, màu đâu? Coi chừng nha. Tôi không cánh này có tác dụng gì không vậy? Ui, có mấy người rớt kìa. Hình như cái cánh này nó không tác dụng gì hết ngoài làm đẹp sao á. Ui mà tim đậm. Màu này đúng không? Màu này đúng không? Ui. Dạ đúng rồi. Xà lá cây. Màu này nè, 100%. Xà lá cây. Ok mày. Sam. Trời ơi, Sam bị đã đi rồi. Trời, màu vàng. Màu vàng chứ màu vàng. Trời ơi. Cay siêu được một điểm rồi. Cay quá. Trời ơi. Cay quá trời cay với bạn ơi. Vậy là Sim với lại Sim lại cay thắng một mình màn này nữa rồi. Vậy là hòa tiếp rồi. Trời ơi. Xin nhẹ cái tấm bồm. Xin nhẹ cái tấm bồm. Thôi đổi game khác. Rồi. Và bây giờ chúng ta đến với trò chơi tiếp theo. Cũng là trò chơi cuối cùng. Đó chính là chúng ta sẽ tìm ra coi cặp đôi nào có người thông minh hơn. Đó. Hiểu không? Ai thông minh hơn học sinh lớp 5. Đúng rồi. Ai thông minh hơn hero team. Ok, 1 cộng 3, 1 cộng 3 bằng mấy cái đó? 1 cộng 3 bằng 5, 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 1 cộng 3 bằng 5
năm nha. Mình đi trước nha. Đi trước gì bạn? Tính là mình đang là người đi trước nè. Vậy hả? Vậy hả? 1-1-1 cộng 9 bằng mấy cây? 1 bằng 9 mấy cây? 11. Đó, chết rồi. Mình sợ quá, mình không dám đi nhanh hơn. Trời, gung. Xin lỗi, Sao? 61. No, số 7. No. Ôi trời ơi, xem té. Yeah, đến chỗ mọi người rồi nha. Bảy cộng ba, bảy cộng ba bằng 73 mọi người. À không, bằng 100 á, Về đích luôn, Trời ơi, cay quá trời ơi. Ôi cho em mạng ơi. Rồi nốt mạng đi, vô chẳng là. Tôi còn có tóc nữa kìa. Biết đâu cái này may mắn thôi, hiểu không? Giờ mà thích là nó không có phục, hiểu không? Giờ cho thêm lần đi. Lần này mà thua luôn thì phục. Ok, lần này chứ phục đúng không? Giờ phục. Rồi, tiếp tục nào mọi người ơi. Bốn xin lè. Số 4, cái ơi. Mình biết mà, mình nhường thôi. Cái nhường hả? Sao cái đứng im chỗ vậy cái? Chạy hả? 2 + 1 = 21. Gì sơ? Ủa mà số 3 đâu? Chết rồi, không thấy số 3. À đây, số 3 đây. Yes sir, Rồi, sao mọi người ơi. Tiếp gì xuống đi. Nhân viên nhị ma thứ ba học trò à ha. Hey. Ui là nhanh vậy. Bằng nhau rồi nè. Sao ơi. Không được. Mọi người đợi đi mọi người ơi. Sao không học dở vậy? Ok. Xin lỗi. Thì giống như những lần trước thôi, có lần á thì hai cặp đôi hòa, có lần thì bọn mình thắng, còn lần này thì Sim với lại Kai thắng nha các bạn nha. Các bạn đừng có comment là giống như là mấy video trước có nhiều bạn comment á bảo là ủa sao em để ý là anh Kai với lại chị Sim toàn thua vậy. Mình nghe buồn cười. Giờ thắng rồi nè. Cho nên bây giờ là bây giờ hai người đó thắng rồi đó các bạn. Ok. Còn thật ra vẫn chưa tìm được đâu mới chính là cặp đôi mà gọi là VIP nhất trong Hello Team. Nếu như bạn nào á mà là team của Sam Phong á, bạn hãy comment là team Sam Phong nha. Còn bạn nào là team của Sim với Kai thì cơ mình là team Sim Kai nha. Ok. Yeah. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng rất là dài rồi, cho nên kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Team Sam Phong nha các bạn ơi. Sam Phong nha các bạn ơi, đừng có Sim Kai nha. Ngoài đền. Sim Kai phèn lắm, phèn. Hello team.